Aroma VS, lời mời gọi đầy mê hoặc. Những nốt hương tinh tế ẩn chứa sự giao thoa đầy mê hoặc của hương sắc và đam mê của hiện thực và hư ảo. Mùi hương mang tính bí ẩn, vượt qua giới hạn về giới tính, ngọt mềm nhưng vẫn có chút mạnh mẽ, nhấn nhá như lời mời gọi, tạo sức hút không giới hạn cho giữa chàng và nàng. Aroma VS đánh thức khứu giác mạnh mẽ bằng một hương thơm mê hồn, được ví von như là một liều thuốc gây nghiện không thể quên, ngỡ ngàng cho bất cứ ai ngay lần đầu tiên thử nghiệm. Vừa hiện đại, ngọt nhẹ nhàng, lại rất thanh lịch. Aroma VS đẹp như những cánh hoa mỏng manh của hương hoa nhài, hoa sứ, được chắt lọc và nổi bật theo cách rất là riêng khi có sự tham gia của thêm hương cam chanh nữa. Theo nhận xét của nhiều người, VS là mùi hương thuộc nhóm floral khá là kinh điển luôn. Hương thơm mở đầu bằng sự ngọt ngào của hoa hồng kết hợp với quả quýt ngọt, tạo nên cảm giác mềm mại, ấm áp mà vẫn rất dễ chịu. Tầng hương giữa có sự hiện diện của hoa nhài, hoa trinh nữ cùng với lớp nền xạ hương và đàn hương sẽ vỗ về mơn trớn làn da của bạn. Nếu bạn muốn tìm mùi hương ngọt ngào mà lại cổ điển mà vẫn hiện đại thì Aroma VS sẽ là mùi hương mà bạn không thể bỏ qua khi đến với nhà Aroma đấy.